Dưa hấu là loại trái cây thanh mát và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Dưa hấu chế biến được nhiều món ngon như kem, salad, nước ép, nước một loại trái cây được ưa chuộng mùa hè giải nhiệt nắng nóng. Dưa hấu có bao nhiêu calo? Dưa hấu bao nhiêu calo là câu hỏi được nhiều người thắc mắc, nhất là những người đang trong giai đoạn giảm cân. Dưới đây là giá trị dinh dưỡng có trong 100g dưa hấu. Calo 30, nước 92%, chất xơ 0,4g, protein 0,6g, cáp 7,6g, đường 6,2g, chất béo 0,2g. Với hàm lượng calo thấp, dưa hấu chủ yếu chứa nước chiếm 92% và cáp chiếm 7,5%. Ngoài ra, đây còn là loại quả cung cấp các khoáng chất và vitamin cần thiết cho sức khỏe. Ăn dưa hấu có tốt không? Dưa hấu không chỉ đem lại hương vị thơm ngon mà còn cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng. Cùng tìm hiểu 8 lợi ích nổi bật từ quả dưa hấu mà bạn nên biết. 1. Giảm viêm. Dưa hấu chứa nhiều chất chống oxy hóa, chống viêm như lycopene và vitamin C, và tiêu thụ dưa hấu thường xuyên có thể giúp giảm các tình trạng viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. 2. Tốt cho da và tóc. Đây là loại trái cây có chứa vitamin A và vitamin C, tạo điều kiện cho sự nuôi dưỡng da và tóc. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn quá trình lão hóa, giúp da và tóc luôn duy trì sự mềm mịn và tươi trẻ. Dưa hấu giúp đẹp da và tóc. 3. Ngăn ngừa bệnh ung thư. Nhờ vào chất lycopene và cucurbitacin E trong dưa hấu có thể có tác dụng giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh ung thư, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng. 4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng lượng lycopene có trong dưa hấu có tác động tích cực trong việc giảm huyết áp và giảm mức cholesterol. Đồng thời, nó còn giúp ngăn chặn sự tổn thương oxy hóa đối với cholesterol. 5. Ngăn ngừa thoái hóa niểm vàng. Lutein và zeaxanthin trong dưa có khả năng bảo vệ mắt khỏi chất oxy hóa, giúp ngăn ngừa thoái hóa niểm vàng ở người lớn tuổi và giảm nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến mắt. Nó cũng cung cấp một lượng nhất định vitamin A, một dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe mắt. 6. Cải thiện tiêu hóa. Dưa hấu chứa một lượng chất xơ nhỏ và nước có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hoạt động của hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và có thể ngăn ngừa tình trạng táo bón rất hiệu quả. 7. Cấp nước cho cơ thể. Vì nước trong quả dưa hấu chiếm đến 92% nên đây là loại trái cây thích hợp để cung cấp lượng nước cần thiết cơ thể, đặc biệt là trong các ngày nóng nực hoặc khi bạn cần thêm nước để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể. 8. Giảm đau nhức cơ bắp. Citrulline trong quả dưa hấu có thể tăng cường hiệu suất tập thể dục và giảm tình trạng đau nhức cơ bắp hiệu quả. Ngoài ra, nó còn có tác dụng cấp nước cho cơ thể trong quá trình tập luyện. Ăn dưa hấu để đạt hiệu quả nhất. Để việc ăn dưa hấu có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho cơ thể, bạn nên áp dụng theo các hướng dẫn dưới đây. Ăn dưa hấu nhiều có tốt không? Ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày có thể gây ra tình trạng dư nước và các vấn đề về tim mạch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao. Tiêu thụ quá nhiều dưa hấu cũng có thể tăng lượng đường trong máu, đặc biệt đối với những người đang mắc bệnh tiểu đường. Lượng đường trong dưa hấu, mặc dù tự nhiên, vẫn cần được kiểm soát khi bạn có các vấn đề về đường huyết. Để duy trì sức khỏe tốt nhất, bạn chỉ nên ăn dưa hấu khoảng 300g trong một ngày và chia đều trong các bữa ăn, lưu ý tránh tiêu thụ một lượng lớn trong một bữa ăn. Ngoài ra bạn chỉ nên sử dụng tối đa 300ml nước ép dưa hấu trong một ngày là cơ thể đã có thể hấp thụ tốt nhất các chất dinh dưỡng, khoáng chất trong cơ thể. Lưu ý khi ăn dưa hấu. Mặc dù dưa hấu đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tuy nhiên để việc ăn dưa hấu trở nên lành mạnh và an toàn, bạn cần lưu ý một số lời khuyên quan trọng sau. Không nên uống nước ép dưa hấu với đường vì trong chúng đã có lượng đường tự nhiên. Việc thêm đường có thể dẫn đến tăng cân hoặc làm đường huyết không ổn định đối với những người có vấn đề về đường huyết, những người có vấn đề về thận nên hạn chế việc ăn dưa hấu. Vì thận yếu sẽ làm giảm chức năng bài tiết nước, khiến cho thận không thể loại bỏ nước ra ngoài cơ thể đúng tốc độ cần thiết. Phụ nữ đang mang thai trước khi thêm dưa hấu vào chế độ ăn uống hàng ngày cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn. Tránh ăn dưa hấu nhiều vào buổi tối vì có thể gây khó tiêu. Ngoài ra, nước nhiều trong dưa hấu có thể gây thức giấc vào ban đêm. Những người có tiền sử dị ứng dưa hấu cần lưu ý không ăn quả này vì có thể sẽ gây ra các tình trạng nghiêm trọng như nổi mề đay, sưng tấy và khó thở sau khi ăn.